Dự án thành phần đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết có chiều dài gần 100 km, đi qua địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận, dự kiến năm 2022 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, dự án trọng điểm quốc gia này có nguy cơ chậm tiến độ bởi nhiều gói thầu đang thiếu trầm trọng nguồn đất để đắp đường và phục vụ thi công. Gói thầu số 3 dự án thành phần đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết có chiều dài hơn 35 km, được khởi công vào tháng 10 năm 2020. Để thi công gói thầu này cần khoảng 3,5 triệu mét khối đất san lấp, thế nhưng đến thời điểm này nhà thầu mới có 1,2 triệu khối. Đây là toàn bộ khối lượng đất tận dụng trong quá trình bóc đất trên tuyến. Nếu không có nguồn cung cấp đất, từ cuối tháng 6 này, việc thi công gói thầu số 3 sẽ đình trệ. Theo hồ sơ ban đầu thì gói thầu có 4 mỏ đất để phục vụ cho gói thầu. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì cả 4 mỏ này mới đang dừng ở hiện trạng là có quy hoạch, chưa có giấy phép khai thác. Mong muốn bây giờ là tất cả những cái mỏ vật liệu mà đã được quy hoạch mà đã đưa vào trong cái hồ sơ thiết kế mà đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt thì là chính phủ, các bộ ngành cũng như là Ủy ban Nhân dân tỉnh là có cái giải pháp sớm cấp phép cái khai thác mỏ vật liệu để gọi là đáp ứng cái nhu cầu của dự án. Đại diện chủ đầu tư cao tốc Dầu Dây Phan Thiết là Ban Quản lý Dự án Thăng Long cho rằng các đơn vị cần khoảng 5,4 triệu mét khối đất đắp nền đường. Tuy nhiên mới có 8 mỏ được cấp phép trên địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận với khoảng 1 triệu mét khối đất. Trong khi đó còn 12 mỏ đã được quy hoạch tại hai địa phương này nhưng chưa được cấp phép khai thác. Điều này khiến dự án đang thiếu hàng triệu mét khối vật liệu đất đắp nền.